Vâng, đến video thứ hai tôi giới thiệu với các bạn vườn cảnh anh Phạm Đức Mạnh, địa chỉ ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ở tại vị trí này tôi thấy anh có một tác phẩm đa. Vâng, ở một địa điểm là trung tâm thành phố Thái Nguyên, nhưng với không gian sân vườn và tòa nhà, nhà anh Phạm Đức Mạnh quả là lý tưởng. Trong khi đăng tải những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật không gian gia đình anh, chúng tôi cũng đăng tải số điện thoại của anh Phạm Đức Mạnh trên màn hình để chúng ta giao lưu. Chúng ta đến với tác phẩm Nguyệt Quế. Ở đây tôi thấy anh bày cạnh bàn nước có những cái tác phẩm bonsai nhỏ và mini. Vâng, tác phẩm Si. Tác phẩm San. Và đặc biệt đó là một tác phẩm mai chiếu thủy, một cây mai chiếu thủy mini có cái bóng tàn rất là tự nhiên. Đẹp quá. Mình phải đánh trước khoảng độ 1 tháng rưỡi, đến lúc đấy là nó bung. Cận cảnh thì như là một cây cổ thụ ở đầu làng, rất tuyệt vời. Đây là tác phẩm Trà Phúc Kiến. Vâng, Trà Phúc Kiến dáng siêu. Vâng, đây là hình ảnh của một tác phẩm hoa giấy dáng đổ. Tôi cảm thấy rất là bắt mắt.
cây cối, còn em thì chỉ có cây cối. Kiểu cảnh đồi tùng. Không, nhưng em nói thật với anh, vọt này nó đẹp thì đúng, có cái hay nó tự nhiên. Không, nhưng mà mọi năm nó hoa nó chỉ ở cái tàn như này thôi. Nó không, mình không để cảnh nào vọt nên nó vẫn đủ hoa. À, chính là hôm này đẹp thì có cái màu lạ này rất đẹp. Thằng giấy cái màu này hơi bị độc đấy. Độc hơi độc lạ đấy, cái màu giấy này không được làm. Nó tương đối ít, ít, ít. Nó mất cái đã lâu, khó khăn. Quyên anh biết. Cái này cháu kê hơi thấp nên không sao, mình sẽ phải chịu khó cúi chút thôi. Bởi vì bạn kê ở phòng trà, nếu mà bạn kê cao lên thì nó lại vào cái cầu thang kia. À, những cái cây trà Phúc Kiến rất là nhỏ, mini, nhưng mà anh ấy làm rất là tinh mịn, rất khéo. Cây này của em cho lên đại diện. Cây đẹp, cái hoa giấy đẹp ấy. Tôi vừa mới có mấy câu bình luận. Đây là tất cả những cây có thể một tay nâng lên một cách nhẹ nhàng, để trên bàn tay, trà Phúc Kiến. Đây một cây hoa giấy nữa. Và đây là một cây sam. Nhưng rất tiếc là đến giờ này vẫn chưa bung lụa. Nó phải dày hoa như là lãng hoa thì hôm nay lên ảnh đẹp lắm. À, đến đây chúng ta thấy anh có một tác phẩm xanh ba thân. Một cây xanh với tuổi đời cũng rất là cao. Thân bệ đã lên u sụn nhiều. Thời tiết này và với như thế này là quay đẹp nhất, không có cái nào hơn. Bởi vì mình chỉ cần ánh sáng đủ thôi, chứ nếu mà nắng thì là nó bị đổ bóng. Vâng, những cây tùng La Hán tầm nhỏ rất là xinh xắn. Đây là một
cây xanh bám đá. Ở vị trí bậc lên xuống của căn nhà tôi thấy anh có những cái tác phẩm me. Điểm nổi bật nhất ở phần bệ gốc rễ của cây me đã cuộn lên như thế này. Vâng, tôi thấy anh chơi cũng đã đủ tất cả, tức là có chim, có đá và có cá, có cây. Anh cũng có chơi một số những cái lồng chim, ví dụ như chim cu. Cái lồng chim ở giữa đây là lồng chim chim gì anh ơi? Hai lồng chim cu tất à? Cu gáy hết. Còn bên kia là con gì, vành khuyên à? Đúng rồi, bên kia là con vành khuyên. Thế là anh chơi đủ cả bốn sở thích đó, chim, đá, cá, cây đấy. Đúng không? Vâng, ở góc này tôi thấy anh có một cây hoa giấy. Hoa giấy này có phải hoa giấy Mỹ không? Vâng, hoa giấy Mỹ có cái thân côn trụ rất hay. Vâng, đây là một cái vườn cảnh mà như tôi đã nói ngay ban đầu cuốn video thứ nhất, rất nhiều chủng loại cây. Những cây tầm nhỏ nhiều, rất là phong phú như vậy. Và bây giờ Đỗ Dinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp một cuốn video nữa, chia sẻ hết không gian vườn cảnh của anh Phạm Đức Mạnh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chúng ta sẽ giao lưu qua số điện thoại của anh Phạm Đức Mạnh trên màn hình.